Ngày 9 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam đối với 3 công dân quốc tịch Hàn Quốc, gồm Lee Kwang-yong, Phó Chủ tịch Hội Người Hàn Miền Trung, Seo Yong-jin, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hanin Huê và Song Hong-suk, chủ công ty môi giới Khanvina, nằm trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Lợi dụng chính sách ưu tiên nhập cảnh Việt Nam cho chuyên gia nước ngoài, Lee Kwang-yong và Seo Yong-jin đã đứng ra tổ chức khảo sát nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp, tổ chức thành đường dây nhập cảnh cho khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thông qua quảng cáo trên mạng Internet, Song Hong-suk tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu nhập cảnh và gửi thông tin này để Seo Yong-jin làm các giấy tờ xin cấp thị thực nhập cảnh. Sau đó, hồ sơ được giám đốc của các công ty trách nhiệm hữu hạn Kuvaros, The X, Phúc Travel New Life ký đóng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là chuyên gia làm việc tại các công ty này. Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, cả ba đối tượng đã tổ chức được 4 đợt cho khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia và thu lợi bất chính.